Thì cũng thưa quý vị rằng là trong cái câu chuyện của Hoài Linh á, thì tôi không phải là cái người trực tiếp để mà đóng góp vào cái quỹ của Hoài Linh. Nhưng mà theo một số hiểu biết của tôi thì tôi cũng tham mưu và chia sẻ với quý vị để cho xem là quý vị sẽ hiểu được. Thì tôi chỉ cũng chia sẻ với quý vị vì chúng tôi á, là tôi không có quyền kết tội ai hết. Tôi chỉ tham mưu để cho quý vị hiểu rằng là bởi vì tôi là cái người đã giao dịch với ngân hàng cũng lâu năm, và với cái sự hiểu biết nhỏ nhoi của tôi thì tôi cũng chia sẻ với quý vị như thế này. Cái thứ nhất á, thì trong chúng ta ai cũng đã quá bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa với cái thái độ của Hoài Linh. Tôi tưởng Hoài Linh câm rồi chứ, hai tháng mấy câm rồi chứ, mà không ngờ lại dính vô cái vụ này thì mới chịu lên tiếng xuất hiện. Nhưng mà cho dù Hoài Linh có nói gì chăng nữa thì Hoài Linh cũng đã quá sai rồi quý vị. Và tại sao có những người bảo vệ Hoài Linh bất chấp, chẳng hạn như là đưa ra những cái chứng từ giả để mà bảo vệ cho Hoài Linh, trong cái đó sự thật nó như vậy thì đâu có cần phải vội vàng hối hả mà tung ra những cái bằng chứng giả rồi chửi khán giả là đồ khốn nạn chó đẻ rồi để mà bảo vệ cho nhau như vậy. Nếu mà tôi là người thật việc thật đó, thì tôi không bao giờ làm chuyện đó. Cái thứ hai là chúng ta có quyền đặt nhiều dấu hỏi khác nhau, thì tôi cũng tham mưu cho quý vị thôi, vì tôi không có phải là nạn nhân trong cái câu chuyện này, cho nên tôi hiểu biết tới đâu thì tôi nói tới đó. Cái điều quan trọng nhất á, là chúng ta phải hiểu là riêng cái chuyện mà tiền đi cứu trợ á, thì không ai có thể lấy ra để giao dịch được hết. Đó là một trong những cái sai phạm rất nghiêm trọng, rất rất là nghiêm trọng nha quý vị. Và tôi có thấy là trên cái thông tin á, thì Hoài Linh có chứng nhận số dư. Thì nói thật với quý vị á, là những con người mà đã có những cái trải nghiệm như tôi giao dịch với ngân hàng á, thì cái chuyện mà số dư hay số không dư nó quá bình thường. Cái vấn đề là cái giao dịch đó nó được kết thúc như thế nào và đồng tiền ra vô như thế nào thì có cơ quan thứ ba để xác nhận thôi. Thậm chí là bây giờ quý vị nhìn thấy là Hoài Linh có thể là chứng minh cho chúng ta thấy rằng là con số là 14, 15 tỷ hoặc là 20 tỷ hay là bao nhiêu nó không quan trọng. Nhưng tôi có thể lấy cái niềm tin đó là cái gì, chẳng hạn như tôi thí dụ như thế, quý vị dễ hiểu nè. Tôi đi gửi tiết kiệm 100 tỷ. Tôi có cái sổ tiết kiệm đó 100 tỷ thì ngân hàng phải xác nhận cho tôi là có số dư 100 tỷ. Nhưng tôi có thể vay lại 95 tỷ quý vị ơi. Đây là một trong những cái chiêu trò mà rút tiền rất là ngọt ngào. Chỉ có những người ít cái giao dịch ngân hàng á. Có nghĩa là tôi muốn nói đây là gì? Khi tôi nói thí dụ đi, bây giờ tôi nói tôi muốn bảo lãnh cho một người nào đó có một cái số tài khoản dư trong ngân hàng là 20.000 đô. Lập tức là ngân hàng phải xác nhận cái số dư đó ngay và luôn. Nhưng ngày hôm sau tôi rút ra. Phải không quý vị? Thì nhưng mà cái giấy tờ đó nó vẫn còn giá trị pháp lý trong 30 ngày hoặc 60 ngày hoặc là 6 tháng không chừng, thí dụ vậy. Cho nên cái xác nhận số dư của Hoài Linh nó không phải là vấn đề để là niềm tin. Cái niềm tin ở đây là Hoài Linh có thể xác nhận cái số dư đó, nhưng Hoài Linh có thể rút tiền bất cứ lúc nào hoặc vay mượn trở lại với bất cứ số nào. Trong một 13 tỷ đó có thể còn lại 500 triệu hay là 1 tỷ, 2 tỷ. Cái đó là chuyện của Hoài Linh với ngân hàng. Cái này chỉ có người trong cuộc, cơ quan điều tra và ngân hàng biết thôi. Cho nên làm gì làm. Không, tôi không muốn biến giấc mơ tôi thành sự thật. Nhưng mà đó là những cái hiểu biết của tôi. Có thể tôi chứng minh cho mọi người thấy là tôi có cả ngàn tỷ. Nhưng thực chất tôi đã lấy lại hết 950 tỷ bằng cái vai ngược trở lại rồi. Cho nên đó có chưa nói được điều gì. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa đó là không thể nào giao dịch trong cái đồng tiền mà cứu trợ, dù là một đồng lấy đi, lấy ra hoặc lấy vô. Vì Hoài Linh không có quyền chốt cái sổ tiết kiệm đó hoặc là cái tiền gửi tiết kiệm đó khi cộng đồng mạng chưa đồng ý. Bởi vì mình tạm ứng niềm tin chứ mình đã chưa thấy Hoài Linh đi làm gì. Đó là cái sai rất là nghiêm trọng. Cái tiếp theo nữa đó là nếu như câu chuyện này chúng ta không moi móc ra thì đến bao giờ? Cho nên tôi chỉ nói những cái câu chuyện nó đơn giản thì quý vị nào trong cuộc quý vị sẽ hiểu. Chứ còn đối với tôi á thì không cần phải coi như là dạch lá tìm sâu, là bởi vì nó không liên quan tới tôi. Nhưng tôi dẫn chứng cho quý vị thấy có những cái ma mảnh á mà có thể chúng ta bị lừa rất là hợp pháp nha quý vị. Thí dụ như bây giờ Hoài Linh chứng minh là có 20 tỷ trong tài khoản nhưng mà đã vào làm hợp đồng vay mượn lại 19 tỷ, đó là chuyện bình thường. Còn có 1 tỷ rỗng nát, cái chuyện đó nó rất là bình thường quý vị ơi. Cho nên là chỉ là quý vị đã tạm ứng niềm tin và Hoài Linh đã buôn bán niềm tin đó. Mà muốn biết được cái sự thật đó thì chúng ta phải sao kê lại tất cả những cái khoản ra vào và không được ra nếu như cái đồng tiền này chưa công bố chính thức để mà làm quỹ từ thiện. Đó, thì cho nên ở đây tôi mới nói là tôi có những cái giấc mơ nó hơi bị kỳ lạ và tôi tin rằng những cái giấc mơ đó là nó có thật.
Là bởi vì sao? Cái chuyện xác nhận cái số dư ngay hiện tại, thậm chí là hôm qua tôi xài hết rồi, hôm nay tôi mượn số khác tôi thảy vô, thì ngân hàng xác nhận cái tôi số dư là bình thường. Nó rất là bình thường. Còn ví dụ như tôi gửi 6 tháng rồi thì lãi ở trong đây nó cứ phát sinh, và cái tiền lãi tôi mượn thì tôi cũng phải trả nợ ra. Hai cái nó vẫn thể hiện ra song song nhau như vậy. Cho nên nó chỉ có những người không có hiểu á thì có thể là bị đánh lừa, bị sổ mũi dắt đi. Nhưng riêng tôi rất là hiểu. Tôi hiểu lắm quý vị ơi, cái nào là, ví dụ bây giờ tôi gửi lãi suất có 1%, nhưng khi tôi vay lại á, là 1.5% thì tôi phải trả cái phần 1.5% đó, chứ tôi không thể nào mà tôi lấy cái này tôi cứng qua cái này được. Khi vay bao giờ nó cũng cao hơn cái tiền mình đi gửi hết. Thì bây giờ tôi nói thí dụ tôi gửi 100 tỷ, tôi vay là 95 tỷ, tôi còn có 5 tỷ, nhưng cái sổ tiết kiệm tôi vẫn giữ được, hoặc là tôi chứng minh cho mọi người thấy tôi có 100 tỷ, nhưng trong thực chất chỉ có ngân hàng với tôi mới biết là tôi có 5 tỷ thôi. Đó là cái câu mà tôi có thể giải mã cho quý vị hiểu được là bởi vì sao bản thân tôi là doanh nghiệp. Bản thân tôi là một nhà bất động sản, kinh doanh bất động sản từ khi tôi chưa lấy anh Dũng kìa. Có khi tôi bỏ vài trăm tỷ vào ngân hàng, nhưng khi tôi cần mua miếng đất mà tôi chưa có kịp tới ngày đáo hạn thì tôi làm hợp đồng tôi vay lại. Thì cái chuyện tôi vay 95%, thậm chí còn vài ngày nữa đến hết hạn tôi vay 98% là bình thường. Nhưng số dư đó vẫn được bảo đảm, ngân hàng phải vẫn xác nhận cho tôi là tôi có số dư 100 tỷ. Còn cái chuyện tôi vay là tôi được tín nhiệm trên cái sổ đó cũng là bình thường. Cho nên tôi mổ xẻ ở đây là để cho quý vị có cái tham mưu thêm, chứ còn giữa chúng ta không thể kết luận được là ai đúng ai sai, chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt thôi quý vị à. Còn ví dụ như bây giờ tôi xài hết cái số tiền đó rồi, tôi mượn người khác tôi thảy vô, thì bên ngân hàng cũng có thể xác nhận cho tôi là số dư tôi hiện nay là như vậy. Vậy thôi, cái thông minh ở đây là cái gì? Đánh tráo khái niệm. Đó quý vị, cho nên nó dù 6 tháng đó, ví dụ như bây giờ tôi lãi là 6 tháng tôi lãi là 400 triệu nhưng tôi sẵn sàng đóng lãi bên ngoài thành 500 triệu vì cái hợp đồng vay vốn đó tôi sẵn sàng bù vô chứ không phải tôi được cái lãi này. Nhưng mà tôi lấy được sẵn cái số tiền đó ra, tôi nói gì thì chắc là quý vị hiểu được. Hiểu được, và nếu cần quý vị cứ tham khảo bên ngân hàng, và cái quan trọng nhất là để cho trắng đen thì cứ nên để cho cơ quan thứ ba bước vào. Vì là thật sự theo luật á, thì khi đã là tiền cứu trợ rồi thì không ai có cái tư cách để mà giao dịch bằng cái tiền này hết. Và tôi có xem sơ sơ thì bằng chứng là Hoài Linh á, là đã có chuyển ra chuyển vô 700 triệu. Cái này là cái sai hoàn toàn. Nếu như thật sự thì bản thân tôi á, là không có không trong cái sự đóng góp này. Chứ nếu có đó, tôi làm ngay lá đơn tôi gửi Bộ Công an là xong luôn. Và cái tiền này có giao dịch ra vô, không được phép giao dịch ra vô, và phải công bố số tiền này trên công chúng trước khi đi cứu trợ. Và nếu muốn gửi tiết kiệm cũng phải công bố cho mọi người, và chưa đi cũng phải công bố cho mọi người. Bây giờ đi ra đi chứng minh, đi gào hét, đi kể lể, nó muộn rồi Hoài Linh ơi. Cái niềm tin nó bị, cái khái niệm nó bị đánh tráo rồi. Không phải ai cũng con nít mà để cho Hoài Linh dắt mũi xỏ đi. Hôm qua thì lặng tâm, hôm nay thì lên tiếng, nhờ báo này báo kia đưa tiếng đưa tin. Nó không có bị, nó phải nói là nó không có thuyết phục mà nó rất là bị ổi. Vậy 2 tháng mấy nay Hoài Linh bị câm sao không lên tiếng, bây giờ đụng vô cái chuyện mà tiền bạc nó pháp luật nó nhạy cảm mới chịu lên tiếng, thì ai ra sức binh Hoài Linh? Thì tôi nói thật sự là phải nói là quá bị ổi, không có cái nỗi nhục nào hơn nỗi nhục đó. Tuy là 13 tỷ đôi khi đối với Hoài Linh nó không có lớn, nhưng mà đôi khi chơi quá tay rồi thì có những cái hậu quả rất là khó lường. Thì tôi nói với quý vị đừng có bao giờ tin rằng là người ta chứng nhận cái số dư đó cho mình. Họ chỉ chứng minh nhận cái số dư đó cho mình rất là nhanh, nhưng mà sau đó mình có thể mình biện thủ bằng cách là mình vay mượn trở lại. Trời ơi, nó đơn giản lắm quý vị ơi. Một cái hợp đồng cho vay nó khác với cái hợp đồng vay mà mình gửi vô. Rõ ràng là hai cái lãi suất khác nhau thì người ta vẫn cho mình vay 90%, 95%, mình vẫn chịu lời, mình vẫn có lãi bên đây rất lớn, nhưng mà khi mình vay ngược trở lại mình phải trả lời bên đây rất là nhiều. Đó là những cái gì mà tôi ngu dốt nhất tôi cũng hiểu được cái câu chuyện đó. Cho nên là đừng có chứng minh số dư ở đây nó không có giá trị pháp lý. Vì là muốn chứng minh, thậm chí hôm qua tôi xài hết, hôm nay tôi thảy vô tôi chứng minh số dư cũng là bình thường. Thậm chí tôi còn có 1 tỷ bạc trong ngân hàng cũng phải xác nhận cho tôi số dư là 13 tỷ. Vì là sao, tôi trước đó tôi bỏ dư 13 tỷ nhưng mà tôi vay lại 12 tỷ rưỡi rồi, cũng là bình thường. Cho nên tôi chỉ tham khảo và nói những cái gì tôi hiểu biết được cho quý vị thôi. Đó, còn đây là một cái chứng nhận là Hoài Linh đã chuyển đi 700 triệu. Đây là một trong những cái sai rất nghiêm trọng mà dùng tiền của cộng đồng mạng. Đây là một cái chốt hạ này quý vị. Nếu như chúng ta một lần nữa thực sự muốn biết cái câu chuyện này thì phải nhờ cơ quan thứ ba. Cho nên những cái văn bản mà Hoài Linh chốt đi chốt về rồi nhờ người này người kia, nó bị ổi quá đi.
mình cứ đánh sòng sọc vào cái câu chuyện đi, đừng có né tránh nữa. Và bây giờ tất cả những người mà bỏ tiền ra mà gọi nhà tạm ứng niềm tin cho Hoài Linh á, thì phải thông minh nhận ra là bây giờ mình có cần tiếp tục để mà mình trao cái niềm tin này nữa không, hay là mình có thể là mình thu hồi lại bằng nhiều cách, chứ đâu phải đơn giản là mình bị mất đi cái khoản tiền mà mình trao cho người ta rồi người ta toàn quyền quyết định, trong khi đó cái số tiền công bố đi gửi ngân hàng cũng không báo cho mình, rồi tự quyền quyết định hết, đâu có được phép đó. Hoài Linh đâu có tư cách để làm chuyện đó đâu. Và tại sao im lặng đến tận bây giờ mới lên tiếng? Cái này là càng phi lý nữa. Đó, những cái thủ thuật mà có thể là quý vị á, ít có giao dịch ngân hàng quý vị không biết được đâu, cho nên những cái gì Hoài Linh chứng minh cho quý vị á, thì nó cái tính xác thực của nó phải nhờ cơ quan thứ ba thì chúng ta mới biết là đúng hay sao, là giấc mơ tôi có thật hay không. Chứ còn cái này không phải chuyện của tôi, cho nên tôi không dám quyết định, tôi không dám kết tội ai hết, và tôi cũng không dám, nghĩa là tôi chỉ tham mưu cho quý vị thấy rằng có những cái cuộc mà giao dịch nó là như vậy đó. Ở trong cuộc sống của chúng ta phải hiểu biết, chứ nếu không chúng ta bị lừa vì chúng ta trao những cái niềm tin không đúng chỗ. Bây giờ nói ra đó thì phải nói cho nó sòng phẳng, chơi cho nó đẹp. Vì tiền ai cũng kiếm cực khổ hết, và kiếm để mình có cơ hội mình giúp đỡ những người mà khó khăn trong cái trận lũ lụt vừa rồi, ai cũng hướng về đồng bào miền Trung. Mà bây giờ Hoài Linh nói Hoài Linh đem cái số tiền này là đi hiến tặng cho miền Trung, nó có nghĩa gì nữa đâu? Trong cái đó dịch Covid nè, bao nhiêu nơi đóng cửa, bao nhiêu người thất nghiệp nè. Và cái quan trọng ở đây đó là Hoài Linh đã mở miệng ra khi đụng tới những cái gì nó rất là nhạy cảm. Chứ nếu không thì Hoài Linh câm luôn rồi đó quý vị. Vậy Hoài Linh với lại ông Hoàng Yên giống nhau cái điểm nào? Cũng là niềm tin. Đó, Hoài Linh không chết vì là cái gọi là cái nhà từ đường 100 tỷ, nhà tổ 100 tỷ mấy lâu hột xoàn, hay là bao nhiêu loại trầm hương mà nhiều khi chết có mười mấy tỷ này thôi, không chừng. Giống như thằng Hoàng Yên nó lừa tới mấy trăm tỷ nó không chết, mà nó chết có 3 tỷ 8 đó quý vị. Bởi vì sao? Với ông lòng tham vô đáy, nhiều khi nghiệp nó quật không chừng. Cho nên bây giờ Hoài Linh có cố dễ dụa như thế nào đi chăng nữa, cố nói gì chăng nữa thì niềm tin cũng bị đánh tráo rồi. Thấy không? Cho nên là nói gì thì nói, thì dân cộng đồng mạng và tất cả những người trao niềm tin cho Hoài Linh á, đã siêu vẹo cái niềm tin đó rồi, thậm chí là họ sụp đổ nó không chừng. Đó, cho nên đây là một câu chuyện rất là nóng, nóng với cộng đồng và nóng với tất cả những gì mà chúng ta đã thần tượng ai đó, gọi là tạm ứng niềm tin với ai đó, rồi khi sụp đổ chúng ta thấy đau đớn. Thậm chí có một chút căm hận nữa là khác. Bởi vì tôi là nạn nhân, tôi đã từng là nạn nhân. Tôi muốn đem cái tiền đó đến tận nơi, tận chốn cho những người đang khốn khó, đang kêu cứu. Mà quý vị hiểu là cứu là phải cấp cứu, là nhanh, là mau, là lẹ. Chứ đâu phải mà âm thầm nín luôn tới 6 tháng rồi bây giờ bị lôi ra rồi mới lên tiếng. Đừng có trần tình theo cái kiểu mà ai cũng ngu dốt giống như mình nghĩ. Mình xỏ mũi người ta, hoặc là một số fan cuồng á, tin chứ ai mà tin. Cho nên đây là cái câu chuyện mà chúng ta phải cần làm cho sạch, cho rõ ràng. Và mình phải yêu cầu cơ quan thứ ba vào tận nơi để làm việc với ngân hàng. Và cái tài khoản này giao dịch như thế nào, kết thúc như thế nào và ra làm sao, thì chỉ có cơ quan điều tra là một cái nơi mà mình có thể đặt niềm tin nhiều nhất.